Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 50m2, thiết kế rất chi là hợp lý, với hướng nhà là hướng Tây Bắc, cách với lại có hai nhà là ra tới đường ô tô trục chính đi lại, vị trí giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Hà Đông, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Hà Đông. Với căn nhà này ấy, thì cụ thể nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, diện tích rộng, giá rẻ, thiết kế 3 tầng hiện đại. Ở đây thì có 2 căn, diện tích đều là 50m. Ngõ thực tế trước cửa nhà thì nó khoảng tầm được 2,5m. Và kia là đường ô tô nha quý vị. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Rất nhiều quý khách hàng quan tâm những căn nhà diện tích rộng mà giá bán lại còn cực kỳ là hợp lý, chỉ hơn 2 tỷ cho một ngôi nhà này thôi. Thưa quý vị, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bán giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và toàn bộ phần mặt ngoài tầng 1 của ngôi nhà như quý vị nhìn ở trên video là chủ nhà ốp đá granite cho quý vị. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà ra sao. Mặt tiền của ngôi nhà được gần 4m, mặt hậu cũng vậy, vuông vắn, nhà thoáng trước, thoáng sau. Với mặt trước là hướng Tây Bắc, mặt sau là hướng Đông Nam, mở cửa ra cực kỳ là thoáng và mát. Hiện tại em đang đứng ở dưới đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế phần tầng 1 là hoàn toàn xong hết, phần phòng khách, phòng bếp riêng, cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, thiết kế rất là hiện đại, đầy đủ công năng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, nội thất cơ bản đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá granite màu trắng, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ cho quý vị là màu trắng. Đó, đầy đủ hết. Và như hiện trạng nhà thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy, có thể bàn giao cho quý vị về ở ngay trong ngày. Tiếp theo, tầng 1 còn thiết kế thêm một phòng bếp tương đối là rộng, thoáng, cửa sổ mở ra được, có phần lưu không ở đằng sau mọi người ạ. Đó, vừa cửa ngách mở ra, vừa cửa sổ ở bên hông. Đồng thời với phần hoàn thiện tủ bếp xong hết, chỉn chu, đầy đủ. Tủ bếp thiết kế là gỗ MDF, là bà chủ nhà thiết kế lên tới tận trần rất là sạch sẽ. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Phụ kiện ở đây, chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, mặt bếp thì ốp đá granite màu trắng, vân đá. Và xung quanh bếp ở đây thì chủ nhà ốp kính, ốp bếp cho quý vị. Với một ngôi nhà diện tích rộng, thoáng, đi lại cực kỳ là tiện. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trường đại học Phenica khoảng tầm 4 km, ra tới khu đô thị Đúng Nghĩa khoảng tầm 3 km. Vị trí của ngôi nhà là thuộc Đại Thành, Quốc Oai, tuy nhiên nó xem với lại tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa nha quý vị, cho nên là đi lại tương đối là thuận tiện. Xung quanh của ngôi nhà này thì cũng đầy đủ chợ, trường, phường, trạm cho quý vị. Quan trọng nhất, tất cả các ngôi nhà Ngọc Ánh quay review 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh cho quý vị, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh, sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu và xịt máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Thiết kế rất là thoáng, thoáng trước, thoáng sau, nhà xây đại, diện tích rộng. Tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị về ngôi nhà này. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo trên tầng xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. À, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng ngủ rất là vuông vắn, và trên phía phòng ngủ thì được chủ nhà lát gạch giả gỗ nha mọi người. Kích thước gạch 60-60, vuông vắn, đẹp đẽ, dễ dàng kê đồ nội thất. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Cửa sổ thông thoáng, hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa lô xôm zinc pha 55 và bên trong là inox 304. Với phần cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ cho quý vị là cửa gỗ, rất là vuông vắn, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên, thông thoáng. Chủ nhà thiết kế chỉnh chu từng chút một cho quý vị, từ cái ổ điện luôn ấy mọi người ạ. Đó, quan trọng là vị trí này thì nó cũng nằm ở trong khu dân cư đông đúc, sầm uất, đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày. Và với cái thông thoáng, có duy nhất ở đây là có cái ngõ này thì có 3 căn trên cái mặt này sử dụng thôi, cho nên là rất là thoáng. Còn phía trước ở đây là sân của nhà hàng xóm nha mọi người. Đấy, cực kỳ là thoáng, rộng, mát.
Phần phòng ngủ ở phía bên ngoài này cũng vậy. Và căn nhà này thì có ban công. Có ban công thực tế là hướng ra phía bên ngoài đây, thưa quý vị. Rất là rộng, thoáng. Hướng cửa chính là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang hợp với hướng này thì có thể liên hệ ngay với nhà tốt để có thể chốt cho mình một căn nhà rộng, thoáng, giá rẻ, pháp lý, chuẩn chỉnh, uy tín. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây ạ. Phòng vệ sinh này tương đối rộng, chủ nhà ốp gạch lên gần tới trần và rất sạch. Bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm, lavabo. Với những cái ngôi nhà giá rẻ mà chủ nhà vẫn thiết kế tương đối chỉnh chu, đầy đủ cho quý vị, là quý vị có thể biết rồi. Chủ rất là kỹ lưỡng. Này, với phần cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm, hệ sinh pha. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị tương tự như ở phần tầng 2. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng nào cũng rộng, phòng nào cũng thoáng, ánh sáng đầy đủ, tự nhiên. Chắc hẳn là quý vị sẽ hỏi rằng là tại sao cái ngôi nhà diện tích 50m mà giá nó lại rẻ hơn những ngôi nhà 30m. Thực tế vì cái vị trí của nó đi lại. Thực tế luôn là nó sẽ đáp ứng cho quý vị cái công năng đi lại như Ngọc Anh đã chia sẻ. Còn với cái ngôi nhà này thì nó tương đối là xa trung tâm, nói là gần thì không phải. Nếu như tính từ trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm thì ngôi nhà này ra tới đó thì nó phải tầm 20 km nha mọi người. Cho nên mọi người cân đối lại cái quãng đường đi để mình có thể biết là cái tầm tài chính của mình sẽ mua được ở đâu. Đây là phần phòng tầng 3, nói chung là tầng 2 và tầng 3 ấy, thiết kế giống hệt nhau. Phòng nào cũng rộng, thoáng. Và chủ nhà lát cái sàn gạch này thì tương đối là sạch, màu của nó tương đối ổn mọi người ạ. Và phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Phòng nào cũng đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, tủ bếp, mọi cái của ngôi nhà này xong hết rồi. Còn các nhà vệ sinh thì thiết kế đầy đủ hết về bồn cầu, rồi là hệ thống sen, tắm, lavabo. Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà xem với ngôi nhà 50m thiết kế công năng như thế nào mà giá bán như thế thì có thực sự là hợp lý cho túi tiền của quý vị hay không. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Nhà này thì phải gọi là 3 tầng một tum mới đúng mọi người ạ, bởi vì bên nó còn hai cái sân phơi. Trên đây thì là khu vực chủ nhà thiết kế cho quý vị để phòng thờ của ngôi nhà, rồi là thiết kế một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tiếp theo nữa thì hai sân phơi trước và sau rất là rộng. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây, trồng lan ấy thì có thể tham khảo. Đây mọi người có thể nhìn quang cảnh xung quanh. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Chứ nhiều khách hàng bảo là với cái giá này thì chắc là ở đồng không mông quạnh không có đâu ạ. Hà Nội bây giờ đất chật người đông, từ trong cái quỹ căn ở trong nội thành thì bây giờ nó cũng phải ra tới ngoại thành mà gọi là nhà đất ven đô mọi người ạ. Đi lại làm sao cho thuận tiện, phù hợp với quý vị đi làm xung quanh ở đây. Ở Hà Nội thì đi khoảng tầm 10 đến 12 km, 13 km là bình thường. Đó, đây là mặt sau và dân cư ở phần mặt sau. Nói chung nhà có sao em chia sẻ review đúng cụ thể chi tiết cho quý vị là như vậy. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, đi xem nhà và chọn lựa cho mình ngôi nhà ưng ý thì cứ liên hệ ngay với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.